Son thang này đi, ta thay son, nốt son bằng nốt la, mi, la, si. Thì như vậy ta có hợp âm mới có tên là mi sus 4. Đây, mi sus 4 này, ta bấm mi sus 4 này. Ngón 3 ta bấm một nốt la. Đấy. Ngón 2 ta bấm một nốt mi, và ngón 1 ta bấm một nốt si. Thank you.
Trước khi vào đề bài bài này thì các bạn nên học học thuộc cái lời đó, học học hát được cái bài hát này thì ta để tới mới dễ dàng. Bài nhịp 2/4, bài này viết 3 lời. Đấy, nhịp 2/4 thì chúng ta có hai phách cho một đôi nhịp, mỗi phách một nốt đen, thì vào đây là phách một, móc đơn hai nốt đơn này thuộc vào phách một. Đấy. Phách hai, phách một, phách hai, một mạnh hai nhẹ. Đây khi chúng ta học để mà chúng ta có phách trọng tận trọng âm chúng ta đặt vào đây. Đêm dài qua, đêm dài qua dưới mưa rơi, đêm dài qua dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới. Đây chúng ta có nốt mi đen chấm dôi, chấm dôi thì tức là bằng một nốt đen cộng thêm một móc đơn nữa, và đây có dấu lặng bằng đơn thì chúng ta nghỉ bằng thời gian bằng của một nốt đơn. Đấy. Về ta hát này. Mi đô mi fa mi re 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 đô re mi. Đêm dài qua dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới. Cây cò hoa như nói nên lời, em hạnh phúc nhất đời. Lòng em tin thắm thiết yêu anh, giữ tình đôi đứa ta. Một dòng sông sông nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa. Ở đây có cái nốt son thăng bất thường trong giọng la, cứ thường có nốt son thăng bất thường. Son thăng bất thường là từ nốt son thăng đến chủ âm la là nó chỉ có nửa cung thôi. Như vậy là người ta phải thăng cái nốt son lên để cho khoảng cách giữa nốt son thăng và nốt la nó chỉ còn 0,5 cung thôi, còn nửa cung. Như vậy nó có sức hút mạnh về chủ âm, gọi là sức hút mạnh về chủ âm. Như vậy nên là người ta thường thăng cái nốt son này lên. Sau khi ta đã học thuộc ba lời, đấy, ba lời hát chúng ta học thuộc đó rồi chúng ta đi vào đệm. Đấy. Như vậy chúng ta đệm một ca khúc thì gồm có bốn bốn phần. Phần một đó là phần intro, phần hai là vô can vơ tức phần đệm chính, phần ba là gian tấu. Gian tấu khi gian tấu là tức là khi chúng ta hết hát hết lời một chuyển sang lời hai. Đấy, thì chúng ta phải đàn câu gian tấu rồi rồi để hát lời hai. Tiếp theo từ lời hai đến lời ba chúng ta cũng phải đi qua câu gian tấu, rồi cuối cùng là coda chúng ta kết thúc. Ở đây chúng ta có thể soạn cái phần phần dạo đầu, cách dạo đầu thì có rất nhiều cách. Nhưng hôm nay tôi hướng dẫn các bạn cách chúng ta soạn sẵn một cái cách người ta hay thông thường người ta hay 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 chạy chỗ đây. Mi la si do si la mi, mi la si do si la mi, mi la.
son la si la. Đó, xong phần intro. Thế thì bây giờ chúng ta đi vào cái đệm. Đây tôi đã viết sẵn. Như vậy là các tọa âm đệm. Thường thường là các chuyển hợp âm, chuyển hợp âm vào những phách mạnh này, phách mạnh tức là trọng âm này. Đó. Đó, vào những phách mạnh. Đó, các bạn nhìn vào đây. Thì ta sẽ đệm từ câu một đây. Đêm dài qua dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới. Ta đệm. Đêm dài qua dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới. La thứ, re thứ, mi bảy, la thứ. Đêm dài qua dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới. Tiếp theo, đô trưởng, pha trưởng, rê thứ, mi bảy. Cây có hoa như nói, đây là âm đô. Cây có hoa như nói, pha trưởng. Cây có hoa như nói, cây. Cây có hoa như nói, cây có hoa như nói nên đời. Em hạnh phúc nhất đời, em hạnh phúc nhất đời. La thứ, rê thứ, mi bảy, la thứ. Lòng em tin thắm thiết yêu anh, sự tình đôi đưa ta. Lòng em tin thắm thiết yêu anh, sự tình đôi đưa ta. Một dòng sông, sông nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa. Để ta bấm hợp âm mi sức bốt. Một dòng sông, sông mưa long lanh, đôi bờ đâu cách xa. Như vậy khi mà ta hết lời một, chúng ta chuyển sang lời hai, thì cái này cũng gắn hát luôn, bao nhiêu phần gia tấu chúng ta bỏ qua, không có ích, không cần gia tấu. Đây là hát, tôi hát lại 3 lần luôn kết quả. Và ở đây có một cái đoạn này, đoạn coda. Coda thì người ta dùng cái câu vừa coda này. Hãy subscribe.
Đến đây là hết. Chúc các bạn thành công.